Welcome back, guys. Hope you'll enjoy today's video, too. Stay safe. Liên quan đến lệnh ngừng bắn, Hamas từ chối đề xuất thỏa thuận con tin mới của Israel. Trở lại với mặt trận Đông Âu, Nga bao vây thành phố pháo đài quan trọng của Ukraine. Chưa dừng lại ở đó, Nga rút tên lửa đánh thẳng trung tâm đầu não của Ukraine ở Odessa. Hàng người Biển Đen của Nga bất ngờ mất tích sau vụ tấn công tên lửa ở Crimea. Vì sao? Các diễn biến an ninh khác đáng chú ý trên toàn cầu. Mỹ cảnh báo các quốc gia châu Phi về mối liên kết chặt chẽ sẽ có trong chương trình Quan cảnh. He just ran into their car and some driving. He almost hit that one. This one? Yeah, that they one. They hit the other car and drove off. They hit that truck. Vancouver, North Vancouver, Coquitlam, Abbotsford, and Surrey. From beautiful prices and Canada's best selection of appliances, think coast first. I'm Laura Christensen of ABC Vancouver. Ken Salmon and ABC Majority on Park.
Oh my God. Is the touring company out of Seattle or something? Is the touring company out of Seattle or something? Way over my head and just over $30,000. That's when I reached out to Optima Tax Relief. And how'd it go? I couldn't believe it. I had to ask like two or three times. I saved an incredible amount of money. How does Patrick feel about Optima? Couldn't be happier. Optima Tax Relief. They're the best in the business. She parked over there on the side street. Okay. She's right over there on the side street. Thank you. All right. Are you doing? An idiot. Well, folks, that's all we got for today. Thanks for watching. Until next time.